trong quán ra đốt mà. Không nào đâu. Mấy ông này hết chuyện hay sao mà muốn tới đốt cái làng này sao vậy? Mấy ông mà hút thuốc mà vô ý thức vậy? Mùa này là mấy ông biết mùa gì không? Mùa này là mùa gió chướng, mùa này coi như là cái làng này là đã hôm trước là coi như là ngày 16 là đã cháy rồi. Công an chữa cháy, người ta đã cháy rồi, bây giờ mấy anh mới tới mà muốn hủy hoại cái làng này sao vậy? Làm sao được cái đó vô ý thức. Cái làng này đã người ta đã cảnh báo rồi. Mấy anh bây giờ mấy anh đi tới cả cái làng này anh coi coi. Không có một cái nhà nào mà chịu nổi cái khói này cả. Anh thấy không? Tai hại không? Bây giờ phải nhắc nhở là chủ quán nữa, nhắc nhở anh em nữa, khi mà vô uống cà phê là phải nhắc nhở anh em tàn thuốc là phải kỹ lưỡng chứ đâu có phải là muốn quăng là quăng đâu. Tôi đại diện cho cái làng đặng nhân ngữ này là nhờ anh em công an phường là phải giữ ông đó lại để giải quyết chứ đâu có phải là mà làng này là muốn tới đốt là đốt đâu. Đừng có gì giả điên mà khiêng đồ Mỹ như chưa. Cả cái làng này người ta chịu không nổi. Hôm nay ông đốt này được rồi, ngày mai ông sẽ đốt cái chuyện khác được. Nó nằm trong điều luật hết cả, ông nào cả chết bắt nhốt hết. Về vệ sinh môi trường là tài nguyên môi trường đã có một phần phạt trong đó rồi. Cứ nói chuyện lơ mơ. Đó, bây giờ là xe cứu hỏa đến đó. Anh làm mà gây nhiễu cuộc sống của dân này hay sao? Rồi, quan đổ đang đứng ở đầu đường Đặng Nhân Ngữ, khu dân cư 194 rồi. Bây giờ là xe cứu hỏa 114 đã đến rồi các bạn. Các bạn yên tâm đi. Bây giờ là đội cứu hỏa 114 của thành phố Phan Thiết là đến chữa cháy đó các bạn. Ngay cái khu vực cầu Sở Muối. Đã ngày 16 tháng 4 vừa rồi là đã có một cái vụ cháy là lúc 1 giờ rưỡi cái ngày 16 tháng 4 là cái ngày là tỉnh thành thành phố của mình là cách ly thêm 15 ngày nữa. Mà hôm nay là một cái sự vô ý thức là coi như là công an đã bắt cái đối tượng đó là giữ rồi. Uống cà phê rồi quăng tàn thuốc ra. Cố ý muốn đốt cháy cái làng này. Bây giờ là vòi rồng của 114 đang xịt nước các bạn. Tại khu vực này là khu vực là coi như dọc theo cái bờ cầu. Đó. Thì là chưa có làm vệ sinh được. Hôm nay là coi như ngoài sao là coi như là công trình vệ sinh đã đang là làm vệ sinh ở ngoài đó rồi, nhưng mà ở khu vực này là chưa làm. Cỏ khô không, mùa hè này là mùa dễ cháy nhất. Rồi bây giờ các bạn yên tâm đi, ở gần xa yên tâm đi, bây giờ có đội cứu hỏa đưa vò rồng tới là đã cứu chữa rồi.
Mình thấy như vậy mà nó không đơn giản, tất cả những vấn đề anh em thấy rồi, nó còn liên quan đến là đủ đó. Về thứ nhất là về vệ sinh môi trường nè, cái thứ hai nữa là công trình là chung của nhà nước, chứ đâu có phải chuyện đơn giản được, mà dây điện rồi là đủ thứ chuyện, ống nước. Ở mặt sau của cái cầu sợi muối các bạn thấy bây giờ là công trình vệ sinh nó đang làm là vệ sinh rất là sạch sẽ. Đã, còn cái khu vực này là chưa. Trong thời khắc này là khoảng 2 giờ 2 giờ rưỡi các bạn. Bây giờ 114 là đã đưa xe lên phía trên cầu lại các bạn. Phải xịt một cái đám cỏ ở đây nữa. Bây giờ 114 là đã đứng trên đường 19/4 để xịt tiếp, đưa vòi lại phòng xịt tiếp các bạn. Thank you.
các bạn, 114 đang tiếp tục chữa cháy đây các bạn. Tại vì nó còn ngúng, nó còn ngúng. Cái hầm nó hầm dây cáp đây em, hầm dây cáp đó, không có nóng là nó bứt luôn á. Đưa vô luôn, mấy này mình đưa vô luôn. Thank you.